Dạ con xin bắt chào tất cả quý cô chú, rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh. Hôm nay thì mời quý chú cùng ghé lại với con vườn của anh Bình để mình giao lưu một clip cây mới vườn anh ha. Đó thì trước mắt quý chú là một cái cây mai chú thủy nu da đen rất là đẹp nè quý chú, lùng lực ha, tàn này kín mít luôn rồi nè, này không lọt luôn rồi, quá mịn. Đó thì bên trong này mặc dù vẫn còn dây ha, về cái mình tháo dây ra cái mình sắp sửa nhẹ nhàng rồi ha, là có cây đẹp chơi rồi. Đó thì hôm nay cũng có cái phô mai đẹp của chú, hai cái phô mai rất là đẹp và một số cây khác nữa ha. Thì con mời chú cùng gặp lại anh Bình ha. Rồi em chào anh Bình đây. Rồi em mến chào tất cả bà con đang xem kênh à. Thì cũng giao lưu với bà con những cái cây linh sam với một số cây nguyệt quế nha bà con. Dạ. Rồi bữa nay em được một cặp phô mai ha. Thì đa dạng thì bên em bán những cái cây bonsai nhiều nha bà con. Bên này cũng có me, linh sam, me, cần thăng, sam trái. Thì bà con mình liên hệ qua số điện thoại để chốt cây là 0939442212 nha. Dạ rồi. Mã đầu tiên hôm nay là mã số 0, mã 0U nha, mã chữ U sao nha bà con. Chữ U. Là một cái phôi mai vàng. Phôi mai này phôi mai dạo Thủ Đức nha bà con. Phôi này thì từ 6 đến 12 cánh ha. Dạo Thủ Đức, cây riêng anh ha. Cây này cây ghim. Cái bệ nó quá đẹp. Cái bầu ghim luôn, bệ cực kỳ đẹp, to đẹp nha bà con. Dạ, đo thông số ha. Chiều cao cây là 60. Tán ngang này khoảng 40 nha bà con. Thì cây này cái tay cành chừa lại cũng khá là ok nha bà con. Thì bệ đế đều đẹp ha. Cái này bệ rất là lực luôn. Rồi em đo cái hoành ha. Cái hoành vị trí này là 31 nha. Hoành này là 31 nha. Sát xuống dưới một tí nó khoảng 33. Rồi tổng cái hoành bệ. Đây, nguyên một hoành bệ đặc nha. Cái hoành bệ đặc này ở 104 nha bà con. Dạo Thủ Đức rin heo chú. Mình là chơi rin luôn, khổ ghép, bông cũng đẹp. Đây, cái bệ quá đẹp. Cái đường kính bầu là 50. Đó, đường kính bầu 50. Cây này cực kỳ đẹp nha bà con. Rất là lực cây ha. Dán lắc lắc nhẹ nhẹ ha, dán trực đẹp. Cây này thì em giao lưu bà con có giá là 2,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho mình nha, 2,500,000. Em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Mã số 0U nha bà con. 2,5 triệu. Rồi. Nặng. Mã số 1U. Đây, cũng đồng giá luôn, một cặp. Bà con mình xem cái bể nữa nè, nhìn cái là mê liền cái bể, cực kỳ đẹp luôn. Dạ. Đó. Cái bể liền đặt luôn rồi. Cái bể đặt liền khừ luôn. Đó. Chiều cao của cây, cái này chiều cao cũng khoảng là 60 nha bà con. Lùng lực 60 thôi. Đúng rồi. Mà cốt cành to anh ha. Đúng rồi, cốt cành này to, nó đang lên xù luôn. Bể đây, hoành này khoảng 33, vị trí này nha bà con. Dạ, rồi xích 30. Trên đây cái là 28. Đây nè, nắp lên xù chân rồi nè. Ha, đang lên xù. Lên lai gai chân, ở đây cũng vậy. Dạ. Cái bể này quá lực đẹp luôn nha bà con. Cái cũ này là 80 nha. Cái bể cũ này là 80. Còn cái tổng cái bể đế nó dưới đây. Tổng bể đế này khoảng 104 nữa nha. Dạ rồi. Thì cái này đường kính bầu khoảng 50 nha bà con. 54 nha. Cũng đồng giá là 2,500,000. Dán trực mà từ trên đây vuốt lên đây rất là đẹp luôn nha. Cây này trực nó vuốt lên khá đẹp nha bà con. Thì những cái nắp nó đang lên xù. 2,500,000 em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Rồi. Tiếp tục luôn. Có cây sam anh ha. Là một cây linh sam. Linh sam song hình. Dòng này thì bông chùm to, tím đậm, nhiều đẹp nha bà con. Cây này nó cái rất là già cây rồi, cực kỳ già rồi. Em thấy cái bộ tàn nó bít hết chân luôn mà. Cái xương dâm của nó là dày dữ lắm, dày muốn lên san hô luôn nha bà con. Rồi anh cứ đo đi, hồi mình lật lên cho chú mình thấy ha. Đây. Chiều cao của cây. Chiều cao cây là nó khoảng 40. Tổng chiều dài tán này là 60. Cây này dáng bay bay rất đẹp nha. Dạ. Đó, mặt tiền cây nha. Rồi em đo cái hoành vị trí này đây. Cái hoành sát gốc này là khoảng 27 rồi nha. Hoành cũ dưới đây là 40. Rồi, dán nghiêng anh ha, dán siêu. Dán siêu. Mà thân thì lắc lự của chú. Đây đây đây, cái cốt cành quá cốt xa. Đùi quá to luôn nha. Cây này nuôi rất là lâu rồi nha bà con, này khoảng mười mấy năm mới được gì nha. Ở dòng này thì bà con mình đài ít nước một chút xíu thì bông nó lên thường xuyên mình chơi luôn. Chịu khó tháo dây heo chú. Dây thì nó không còn tác dụng gì hết trơn. Thì mã số 2U này, cây linh sam em giao lưu với bà con có giá là 2,800,000, em bao ship bao chậu cho mình luôn nha. Em bao chậu cho mình luôn. Cây này lột lá ra mà cho hoa đẹp lắm chú. Cái này mà đưa dàn xương ra một cái là dữ lắm, cái dàn xương dày nha. To. Cốt cành rất là to rồi. 2,8 triệu em bao ship toàn quá. Rồi xuống cây.
Rồi tiếp theo mã số 3U. 3U em có một cây chiếu thủy da đen lá lớn nha, nu da đen lá lớn. Cây này thì cái lá nó rút gọn gàng lại ha, đặt kẹo chân rồi. Chiều cao của cây, chiều cao là khoảng 18 nha mọi người. Tán ngang này 34, cây này phơm tán đa thiên nhiên. Đó, hoành đế thì đều đẹp nha. Cây này rất là lùng lực cây nha mọi người. Nhìn mình rất là đẹp. Như cái nón vậy. Đúng rồi, như cái nón gì đó. Đó, về có thể mình chỉnh sửa theo cái ý thích của mình là cái phơm này lại nha. Yeah. Cắt tròn cũng được mà cắt nón cũng được nha. Đó, em đo cái hoành em bám cái đi. Hoành là 24 gần 25. Lùng quá không thấy thân luôn. Đế này nó là khoảng 39 nha mọi người. Đây. Cây rất là lùng lực. Lùng lực, rất là lùng lực luôn nha. Đó này làm theo phơm tán đa thiên nhiên nha mọi người. Đế chặt cũng sát luôn anh ha. Nu đây, đế thì chặt sát hết rồi. Này nu nút ha, da đen lá lớn nha, nu da đen nha. Cái này em giao lưu bà con, bao ship cho bà con luôn, giá luôn chậu là 1 triệu, em bao ship toàn quốc cho mình nha. 1 triệu em bao ship. 1 triệu thôi anh Bình hả? Dạ, mã số 3U. Tiếp theo mã số 4U. 4U là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Cây này thì đã này vô được biết dây nha bà con, này về thì mình định hình thêm. À, cây này thì phơm tàn á, làm cái là mịn luôn nha. Ở chi thì cũng khá là chuẩn hết rồi. À, về mình vô dây lại cái lập lại cái được rồi nha bà con. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 69 nha. Tổng chiều dài tán này đã là 74. Cái hoành em đo vị trí này nha. À, em lấy vị trí này đi là 46 rồi. Cái này em giao lưu bà con giá là 1 triệu 300 ngàn, em bao ship toàn quốc. 1.3 triệu thôi anh hả? 1.3 triệu, em bán cái giá thôi. Cái này quá đẹp vui chú ơi. Cái này nó rất là có duyên nha bà con. Chỗ hết trơn á. Mã số 4U nha. Cây thì rất là già. To đặn luôn. Để luôn. Rồi bỏ ra luôn đi. Rồi tiếp theo mã số 5U. 5U thì em có một cây chiếu thủy nu da. Cây này chiếu thủy lá lớn. Này da đen lá lớn nha. Dạ. Cây này một cây chiếu thủy lá lớn. Đó, thì phơm tàn thì ấm mịn rồi. Cây này tương đối thành phẩm được 70-80% rồi. Sạc kẽm cái nữa là ok nha mọi con. Rất là lớn nha. Cây này phơm rất là lớn, đẹp luôn. Một cụm rừng nha. Chiều cao cây. Chiều cao cây là nó là lại. Đây. Chiều cao cây là 66. Đây, dạ, tổng cái chiều dài tán này 116. Cây này to ha. Cây này rất là to luôn. Cái chiều sâu tán này nha, chiều sâu tán vô là nó 82. Dạ. Ở cây này thì mình chỉ cần cuôn tỉa thường xuyên thì lên hoa. À, hoa là hoa gỗ luôn nha. Cây rất là già cây rồi. Cái này là một cụm liền nha bà con. À, cây này thì cốt cành rất là to, mà cắt đầu một số là nó bít rồi. Đây. Phơm tán ra. Thiên nhiên nhìn rất là đẹp luôn. Đó, dạ. Rồi em đo tổng cái hoành cụm nha. To quá chú ơi, cái này cốt cành lớn hết trơn. Tổng cái hoành cụm này là 138 nha bà con. Luôn ngoài luôn nha ha. Luôn qua cái hoành cụm này ha. Cụm dính liền liền luôn ha. Làm đo tổng luôn nha. 138. Đó. Một cụm đặt nha bà con. Mấy cái mặt cắt đế em thấy nó kéo lại luôn. Đúng rồi, mấy mặt cắt đế đang kéo rất mạnh luôn. Đó. Thì mã số 4U này em giao lưu với bà con có giá là 8 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con mình ha. Giữ gì 8 triệu. Cái này em báo sát giá cho mình luôn nha bà con. Em bó bầu cho đi nha. Cái phơm thiên nhiên rất là đẹp của chú đây. Cốt cành lớn hết trơn. Cái này mà giá này thì rất là dễ chơi nha bà con. Nuôi chắc cũng mấy năm trời mới được anh ha. Mấy năm rồi, người cũng lâu lắm mới được gì. Hiện thời gian nó cũng muốn hoàn thiện hết rồi. Cái này nuôi cũng khoảng từ 5 năm trở lên đó của chú. Cái này cái phơm rất là đẹp luôn. Tay cành lớn lắm. Dạ. Rồi, bán đi. Rồi, tiếp theo là một cây linh sam nha bà con, dòng linh sam song hên. Cái này cực kỳ đẹp. Cái này thì dáng trực quyền nha. Dạ. Một củ nở nha. Cốt cành to. Chiều cao của cây là 34, chiều dài tán này 58 nha. Cái hoành vị trí này 19 nha. Đây sát dưới đây thì 22. Thì cái này em giao lưu bà con có giá là 750, bao ship toàn quốc nha. Đó, dòng này rất là dễ chơi, dễ chăm nha bà con. Khi đi thì cây nó sẽ đỏ cái lá, rụng lá nha. Cây này rất là nét luôn, giá chỉ 750 ngàn, rất là dễ chơi nha bà con. Cây nét đẹp ha. Siêu bông anh ha.
Cái này là dòng sông hinh, sông hinh hay là siêu bông gì nó chỉ khác nhau cái lá, còn cái mặt bông thì nó giống nhau, nó gỗ cũng như nhau thôi. Rồi, bông nó nhiều cũng vậy. Này lá bầu ha. Trời. Đúng rồi, lá bầu tròn, còn kia lá nó hình vuông tí. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo. À, 7 u. Cái này cũng đồng giá là 750 nha. Em bao ship toàn quốc ha. Mà con mình lấy một cặp thì em sẽ giảm giá chút đỉnh ha. Dạ. Chiều cao của cây này là 34, chiều dài tán này phải là 60. Ở cái hoành vị trí này ở đây là 21 nha bà con. Ở cốt cành gắt to, phơm tàn ấm mịn. Cái này về mình thay chậu á, làm lại rất là đẹp luôn. Ở đặc biệt là cái đường thân cây này rất là quái luôn. Nó làm xoắn xoắn rất là đẹp, dẫn xoắn rất là đẹp nha. Cây được, cực kỳ già. À, 750 em bao ship toàn quốc nha, mã số 7U. Rồi, tiếp theo mã 8U. À, 8U là một cây sam luôn. Đây, thì đáng lẽ ra nó phải cao lên gì nha. Cái này thì em để demo thôi nha bà con. Cái này thì cái chiều cao nó không có ha. À, em đo cái tán dài nó đây đi. À, tán dài đây là 59 rồi nha. Chiều ngang này là khoảng 39 nha bà con. Cái hoành thì em đo em báo luôn nha. Hoành đây là 16 ha. À, cái củ đặt ở dưới đây là khoảng 25. Thì cái này bà con mình vô cái chậu để cho nó hợp với cái chậu, nó là vô cái chậu mà cao ống cao một tí nha. Cho đây, đổ xuống bye bye vậy nha. Bye bye. À, cái này dán quyền rất đẹp luôn. Thì cái này em giao lưu bà con giá 700, em bao ship toàn quốc nha. Cái này mà 700 thôi. 700 thôi. Bao ship luôn chú ơi. Rồi, tiếp theo là một cây trung nu cực kỳ già nha. Ờ, à, cái này rất là già rồi. Quá già luôn. Đó. Rồi nè. Ra dây luôn rồi anh ha. Cái này ra dây, ra dây hết rồi của chú ơi. Cây cúc cành đẹp. Cao như gì? Đó là 30. Chiều dài tán này đó là 44 nha. Cái này là một cụm, à, một cụm lên hai thân nha bà con. Đây, nó nu, nó xù lên rất là già đẹp nha. Em đo tổng cái quành cụm này nha. Đây, tổng cái quành cụm này nó khoảng 32. Em đo quành một thân này đi. Một thân này ở đây là 12 nha. À, được cái là nó quá già cây. Đây, mặt dưới đây. À, cái này em giao lưu bà con giá 800, em bao ship toàn quốc nha. Cái này vô chậu đẹp thì cây rất là năng cây nha. Mã số 9 đô. Rồi, tiếp theo mã số 10 đô. Đây mã số 10U. Ở cái này mà lạc lá ra cái thì thôi, cái dàn xương nó chi chít nó cực kỳ đẹp luôn. Trung nu anh hả? Cái này không phải trung nu mà này giống kim giòn. À, kim giòn, kim giòn. À, nó quá già cho nên là nó lên cái cục nu hộp nu xù hết trơn luôn rồi. Cao này là 22, chiều dài tán này là 33. Hết dòng đi. Này là bông là nhiều nhất nha bà con. Yeah. 34 tổng hoành cũ đặt luôn nha. À, còn cái hoành đế này ở đây nó khoảng 50 mấy rồi, 52 rồi. Lên san hô. San hô, lên san hô rồi nha. Lên xù cục này. Cục rồi, con mình xem cái cốt chi nó nè. Đó, gục gịch luôn anh ha. Đúng rồi, nói chung là đây già, nhìn quá kỹ luôn chú. Cái cốt chi nó rất là độc đáo luôn. Đây còn mặt cắt đây nè, không còn gì hết. Bích luôn rồi. Ở này về chỉ bà con mình làm thêm một cái phơm lại cái nữa ha. Đó, phơm đọt lại chỉnh cái lại là cái đẹp. Cái này em giao lưu bà con giá 800, em bao ship nha. 800 thôi ha. Mã số 10U nha bà con. Quá đẹp luôn. Mấy cái cục xù này không là đủ tiền. Rồi, tiếp theo 11U. 11U là một cây sam hạt gạo ha. Sam hạt gạo này thì lên một cặp luôn đi, 12 luôn đi, 11, 12 đi. Ừ. 11, 12 chơi cặp luôn đi. Chơi cặp luôn đi. Giá cũng không có cao, cao như là 30, tán ngang này, tán ngang này là 28. Hoành như gì là 30, hoành như 13, à, hoành cũ này, đó là 29 nha. Còn cây này cao nó là 26, tán ngang này là 20, hoành cũ đây là 23. À, hoành thân này khoảng 14 nha bà con. Một cặp này thì em giao lưu bà con giá là 700, em bao ship toàn quá. Rồi, bán nhiều khuyến mãi. Đây, một cặp chỉ 700 thôi anh ha. Đúng rồi, cây đẹp cực kỳ. Cặp cây già đẹp quá chú ơi. À, giá không giảm nha bà con, em báo giá sát rồi nha. Rồi, tiếp theo. Một cây sam. Một cây sam đao điểm, cây này em giao lưu bà con giá chỉ 500 thôi nha. Quá già, quá đẹp luôn nha. Cây này chiều 500 cao thôi. Ở chiều cao là 32, 13 u nha bà con. Chiều dài tán này là 48 nha. À, cái hoành vị trí này là 19 nha. Cái hoành cũ đây là 30. À, cái lô này lúc trước không lại vườn mua là cũng khoảng 700 một cây nha bà con. Nhưng mà ông chủ vườn ông có thời gian ông chăm rồi em mua nguyên lô bán rẻ này nha. Dạ. Về bán chỉ có 500 thôi. Về bán 500 thôi. Cốt cành to đùng, thân thì già, nứt nẻ. Đây. Đây, nùi biết bao lâu luôn. Lâu lắm rồi, này đao điểm ghim luôn nha bà con, cây không ghép nha. Dạ, à, giá chỉ 500 ngàn em bao ship toàn quốc nha. Bông thơm, đậm, tím than. Rồi, ok. Đây. Cây này thì em giao lưu bà con giá 400 nha bà con. Cây này thì em chưa có vô dây cái lợp lại cái rất là mình. Đây, bà con mình xem dàn bông nó lên chi chít đều hết trơn ha.
mỗi nách lá lên bông hết trơn nha con, nhưng mà cái này đi nó sẽ rụng nha. Dạ. Cao như gì là 32, tán ngang như gì là 39, hoành vị trí này là 17 hay 18 nha, hoành cũ dưới đây là 23. Cái này là làm ra là rất là đẹp nha, chi cành đồ khá là dư vậy ha, làm form mịn lên cái lên lá cực kỳ đẹp. Ở cây thì bà con mình thấy mình nuôi mình bỏ khằng khằng á, nhìn nó xì chứ bông nó lên là quanh năm luôn. À, còn tốt quá thì nó lên lá nhiều nha bà con. À, bà con về bỏ ngoài nắng ít tưới nước thôi. À, bỏ bù lăng bù lóc đi. À, nó mau có hoa lắm. Rồi mã 14 u này nó 400 ngàn bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp theo 15 u là một cây xanh trái sụ. À, xanh trái. À, mình mới sụ chân rồi. Cao như là 30. Tổng chiều dài tán này là 46. Hoành vị trí này, hoành vị trí này ở đây là 18 nha. Dạ, sù. À, hoành đế đây là 35. Thì cây này làm ra phơm tán phân khối rất là đẹp luôn. À, em giao lưu bà con giá trị 800 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Cây to đẹp mịn nè bà con, xem đi. Cốt cành rất là to luôn. À, đây, rất dạ. Là già, đặc biệt cây này rất là già cây. Rồi, đó cây, mã 15 u nha. 16 u, à, cây này chưa có rảnh tỉa lại cái nha bà con. Cây này thì cây đẹp ha, cây này 1,3 triệu một cây nha. Cái này phơm tàn cốt cành, cái này lớn khoảng tay út cành nuôi khoảng 3-4 năm mà trái đang lên kẹo dân nha. Cao như vậy ở là 31, chiều dài tán này ở là 39 nha. Chú cái dàn trái lên à, hoành vị trí này là 14 nha bà con. Cái này sam trái xù luôn nha, cây cốt cành to phơm tàn mịn. À, cây này cây làm kỹ nha, đây bà con mình xem cái dàn phơm nó đây, dàn xương nó ha. Đây chụp cốt tay út em chân rồi, nuôi này trên 3-4 năm mới được gì nha bà con, nuôi rất là lâu rồi. Ở giá 1,3 triệu em bao ship toàn quốc nha. À, rồi, trái hết biết luôn chú ơi, trái trên số mấy? À, 16 nha bà con. À, 16 u ha, tiếp theo 17 u. 17 u là một cây cần thăng nha, cần thăng mình chơi phong thủy cần cù thăng tiến nha. Dòng này thì ít hoa, hiếm hoa lắm. Cao gì là 28, chiều dài tán này là 46 nha. Cái hoành vị trí này ở đây là 22, cái hoành cũ ở đây là 30. À, cái này thì em giao lưu bà con có giá là 500 em bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn nha. Giá này rất là rẻ nha, cốt cành to, phơm tàn mịn chờ nha. Cây này vô chậu đệm cái nhìn rất là nét nha bà con. Giá chỉ 500 ngàn, mã số 17 u nha bà con. Rồi, trở cây. Mã số 18 u là một cây sam song hình cực kỳ già. Ở cây dáng vai khá là quái cây nha. Đây là mặt tiền cây nha bà con. Ở cây cốt cành rất là to rồi. Chiều cao của cây đây ở là nó khoảng 33, chiều dài tán đây là 50. À, hoành thì em đo vị trí này 19 nha, hoành cũ đế đây là 36. Cái này em giao lưu bà con có giá là 700 ngàn bao ship bó bầu cho đi nha. Cây này 700 thôi nè. Dạ, về bao phố ship, tiểu cảnh đẹp bó bầu luôn. Cho đi luôn. À, mà số 18 ô này cũng rất ok luôn. Xin đây. Siêu nghiêng nghiêng tiếp. Ồ, theo cái cây này mới giữ nữa nè. Tiếp theo ở 19 luôn, cái này em giao lưu bà con giá 900 nha bà con. Đây. 900 luôn chậu nha. Thành rất là đẹp, nu nu vậy đó anh ha. Đúng rồi, nó già này nó quá già. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 58 nha. Tổng cái chiều dài tán này ở là 62. Cốt cành đóng khéo. À, cây này thì cốt cành nó đóng rất chuẩn luôn, to. Hoành vị trí này là 19 nha. Xích chưa đây một tí nữa ha, là khoảng 24. À, đế đây là 33. À, 900 ngàn em bỏ em ship chậu luôn cho bà con mình, giá 900. Đây, nhìn rất là nét nha, làm có thớt có mâm hết trơn ha. Làm ra thì này rất là chi tiết nha bà con. Cái đường thân thì co lắc quái đẹp nha. Đây. Dạ, 900. 900. À, ship chậu cho bà con mình luôn. Hôm nay cũng chậu luôn anh ha. Đúng rồi, tặng em mới chậu luôn. À, mã số 19 u, rồi đỡ cây. Rồi. Tiếp theo 20 u, 20 u là một cây duyên tùng nha. Cái này thì em giao lưu bà con giá 400 em bao ship nha. Chiều cao cây, chiều cao cây này là 33, tổng chiều dài tán này là 36. À, cái này là gáp áp vô cây nguyệt quế lũa nha bà con, chế thân khoảng tay út ha, lớn hơn tí. À, đây. Nhìn dạ. Rất là duyên nha. À, cái này giá chỉ 400. À, em để gì em ship luôn cái chậu này cho bà con mình luôn. Mã số 20 u. Rồi, đỡ cây. Dạ. 21 u là một cây me ngọt nha. Ở một cây me ngọt. À, cây này thì phơm tàn rất là ấm mịn rồi nha. Cây này cốt to, nuôi rất là lâu rồi nha. Cây này có thể mình cắt lại những cái dáng lạ được nha bà con. Nó ngủ rồi, giờ này lá nó ngủ rồi. Chiều cao của cây là 80. À, chiều dài tán như vậy. Đó là 59 nha. Mấy cây me già dễ chịu anh ha. Không bao lâu mà nó ra tược đầy. Nó ra tược đầy mà nó ra nhìn rất là đẹp. Đây nè, cốt nó nè. Chân cái em nè, rất là gục gịch luôn. À, cây này có thể mình cắt đỉnh bỏ mình lấy cái dáng dân nhân cũng được nha bà con. Dạ. Sửa là sửa thế đây ha. Đây, quảnh đây. Quảnh này là khoảng 14, 15 rồi nha. À, cái cũ này ở đây là 44. À, 800 ngàn bao ship toàn quốc nha. Chỉ 800 ngàn thôi.
cây cực kỳ già đẹp nha. À, 800. Về ngắm nghía cắt lại thành cây độc đáo đó quý chú. Rồi, đã cắt. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 22 nha bà con, 22U. Ở cây này là cây me chua nha, ở phơm tàn mịn ha. Chiều cao của cây 44, tán ngang gì là 346. Đây, cái hoành cũ đặt ở đây nha, hoành cũ đặt ở đây là 40 nha bà con. Ở hoành thân ở đây 16 ha. Cái này em giao lưu bà con giá là 800 luôn nha, bao ship toàn quốc hai nước dây ha. Cốt cành cũng dày to ha. Cái này giờ này nó ngủ rồi, bởi cái lá nó tóp lại cái mình nhìn nó chưa có đẹp quá ha. Nó bung quang cái nhìn nó đẹp, rất là đẹp luôn. À, giá 800 em bao ship toàn quốc nha, mã số U22, 23U. Đó, cái này thì em giao lưu bà con giá là 750. Chiều cao của cây ở là 36, chiều dài tán này ở 42. Quanh vị trí này là 12, ở quanh cũ này là 34. Thôi cái này nhỏ em tính 600 ngàn thôi, em bao ship cho mình luôn. Nhỏ nhưng mà rất là đẹp nha. 600. Rồi, tiếp tục giúp em. Rồi, tiếp theo 24U là một cây chiếu thị da đen lá lớn, nu da đen lá lớn nha. Cây này thì mà cắt bết trên nè, về cắt tỉa gọn gàng hoặc là điểm dây lại nha. Nuôi sẵn cốt cành cho mình. Cao như là 35, tán ngang gì là 48 nha. Phải rất lâu mới được cái cốt cành mới lớn của chú ơi. Mấy năm rồi nha bà con? 18 nha. Là hoành. Hoành đế này ở đây là 55, thì cái này em giao lưu bà con có giá là 700, em bao 650 em bao ship toàn quốc cho mình luôn, 650 ngàn thôi. Yeah. Bỏ bầu cho đi nha bà con, mã số 24U. Rồi, cây clip 25U, cây này cũng giao lưu 650 ngàn luôn. Chiều cao cây là 36, tán ngang gì 48 nha. Những cây này là nuôi cốt cành rất là to rồi. Đây, thân mình nó nuôi cục cục, 22 là hoành. Đế thì đều đẹp hết, đế tự nhiên không nha bà con. Ở 48 là hoành đế nha. Ở giá 650 ngàn, em bao ship toàn quốc, nuôi da đen lá lớn ha. Đây, những cục nuôi bú này nhìn rất là duyên luôn. Cái này thì mình đệm nước dây nữa, cắt gọn gàng lại, lên phơm vô chậu, cây rất đẹp nha bà con. Cái này nó có sẵn nét dần rồi. Mã số 25U, cây này cũng là cuối clip nha bà con. Thì cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. Rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Bà con xem kênh hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, em chào anh Bình luôn. Con cũng kính chào quý chú. Hẹn gặp lại quý chú anh chị những clip tiếp theo.